Nam mô A Di Đà Phật. Hợp rồi tan, sanh rồi diệt, tụ rồi tán. Thời gian đó chính là những thước phim đã phản ánh lên những sự kiện trên một cách trung thực nhất. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, Đức Thầy đã mở ra một con đường giải thoát cho toàn thể chúng sanh, cũng là ngày hân hoan nhất trên khắp nhân loại. Thế rồi giữa lúc Ngài đang viết kinh thuyết pháp và chữa bệnh, Ngài lại viết ra bài dặn dò bổn đạo với lời lẽ hết sức ân cần và thống thiết. Đức Tôn Sư cho biết nhiệm vụ và nơi cư ngụ của Ngài, đồng thời nhấn mạnh lại những điểm mấu chốt quan trọng chủ yếu trên bước đường tu hành mà mỗi chúng ta cần phải hành y. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chư quý thính giả hãy thành tâm lắng nghe bài dặn dò bổn đạo do đọc giảng viên Nguyễn Phước Tâm, Trần Kim Lợi, nghệ sĩ Lê Anh Tuấn và nữ nghệ sĩ Trang Mỹ Dung cung kính diễn ngâm. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm búi nàng eo, gắm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ quân sanh chúng âm u, Tây phương sắc linh dân du Nam Kỳ. Mượn nhầm một xác nhu mì, giảng dần sau tháng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tâm biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Viết ra giảng kệ bốn bài, giá từ trần thế lui hài bốn phi. An Nam phong quá lễ nghi, đời nay văn vật bỏ đi chẳng dình. Mạng lo chế nhạo chống kình, chẳng toàn đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thế như lương, cứu dân chẳng nề nắng sương lắm đầu. Sáu trăng thầy tớ dạy dầu, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dại có ngôi, Tây phương cực lạc khung ngồi tòa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình xài xế dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở quay thinh, đạo màu truyền pháp thình linh không hay. Trớ trêu con tạo thài lai, lỗi âm sắc lĩnh đòi rài hỏi hai. Cúi đầu tâu trước Phật
đàn. Lê dân ngoan ngành xóm làng cừ khôi, đầu đuôi tâu lại khúc nôi, một trăm mới đặng ôi thôi mười người. Mạng lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hà biến lười không lo. Di Đà nghe tâu buồn xó, vạn dân ba tỉnh đặng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật giữa kề, hung sùng tàn ác khó bề giải khuyên. Thầy khùng trò lại hóa điên, khùng điên mây tháng tình riêng ai. Tưởng xưa dấu cũ còn mơ, không lo tìm kiếm bến bờ mà nương. Nói cho bổn đạo đặng tường, giải dân nào có gạt lường chi dân. Chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần ai hay. Đời này chưa vẹn thảo ngay, thì là khó thấy mặt mày. Dãy đời nào quản nắng mưa, ước mong bá tánh sớm ưa tu hành. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao trịa chữ lành cho xong. Có người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung chuyển ích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc bôn ba, dời chơn ra bắc đặng mà giải khuyên. Giảng dân nên trọng Phật tiên, dễ ngươi lời dạy đọa riêng một mình. Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Viết thêm một khúc ngâm nga, dặn dò bốn đạo vậy mà mấy trương. Ta giàu có cách thôn hương, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phế tước hàm, lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dụng kẻ lòng thành, đạo chơn thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ân,
mạnh rồi tướng Phật giấy thần làm chi. Đây này lời lẽ ráng ghi, tướng đời nên mới làm thi khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bốn đạo dạy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bài khoe, ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo. Lựa cho phải cột phải kèo, phải dài phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn vàng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Ách trời nạn nước thành linh, người hung cứ mãi chống cành với ta. Theo tài học cũ nôm na, hỡi ai tri thức tầm mà càng sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tách trời chôn khác ngõ hầu dài răng. Tinh đồ cùng các chư tăng, từ rài sắp đến nói năng chọn lời. Bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy dạy thời hành ý. Đạo màu bát chánh ráng ghi, thứ nhất chánh kiến việc chi xem nhìn. Luận bàn chân lý cho mình, chuyện chi xét đoán xảo tinh mới là. Thứ nhì chánh mạng vậy mà, việc làm do linh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu, nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngay. Tà gian tanh ấy tù đày, của người tham nhũng nghề này chớ ham. Thứ năm tinh tấn hội đàm, sạch trong kỹ lương mà làm mới ngoan. Thứ sáu chánh ngữ liệu toan, nói năng điều chánh thì an chớ gì. Thứ bảy chánh niệm vậy thì, khi cầu khi nguyện chuyển gì thành tâm. Thứ tám chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng
nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hơn với người. Hành y thì đang vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tu nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải viết ngày dài cho tinh. Rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in vàng này. Thấp cao các bậc chớ chày, kẻ ngu người trí nghe thầy dạy khuyên. Sớm khuya ba tánh cần chuyên, nghe lời dạy bao cảnh tiên vừa kề. Ít lâu ta cùng trở về, khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có nung nao, từ đây nhân vật hoàn hảo lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bốn đạo xa gần nghĩ cạn mới hay. Tu trì nguyện ước cầu mai, thượng quan hồi phục là ngày an cư. Học câu hỷ xa đại từ, nói gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Bốn nam tàu bắc tàu tầng, chúng sanh răng nhớ thì gần cùng ta. Xác trần ta đã rời xa, ba già ở lại vậy mà bình an. Kìa kìa anh hố hòa khoan, tình lang về mất hổ hang mặt mày. Sớm lo sắp đặt luyện tài, Phật trời phân định mặt mày mới sinh. Ơn trên lượng rộng thinh thinh, từ bi khuyến dạy mặt tình nghe không. Giống hiền như thể gieo bông, nhụy đơm thơm phức màu hồng xuê sang. Dân ta dòng giống tiên bang, chớ đâu có giống ngổ ngang hung sùng. Mặt tình bá tánh có dùng, ai muốn nghe cùng chép lấy mà coi. Lấy tâm lấy tri xét soi, thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào. Thôi thôi dần chớ hùng hào, khùng từ bốn đạo tâu